Chào cô chú, chào anh chị và chào các bạn. Trước khi vô cái đề tài ngày hôm nay thì Nhật Thanh xin nói rằng mình không phải là bác sĩ, không phải là dược sĩ và mình không có liên quan gì tới ngành y hay là ngành mỹ phẩm nha. Thì Nhật Thanh chia sẻ đây là những cái gì kinh nghiệm riêng của mình thôi. Thì hôm nay Nhật Thanh muốn giới thiệu tới tất cả mọi người đó là cách làm mặt nạ bằng những cái nguyên liệu thiên nhiên. Nó sẽ làm cho mình trẻ trung, đẹp hơn, giống như là mình giảm đi 5 tuổi quý vị. Nghe nói thì hơi có quá đáng một chút xíu, nhưng mà khi mình thử thì mình sẽ cảm thấy rất là mỹ mãn luôn. Nhật Thanh nói là rất là mỹ mãn. Thì trong cái nguyên liệu ngày hôm nay thì mình có cái gì? Đó là Nhật Thanh sẽ sử dụng da ua. Thì thường thường á, mình mua da ua thì mình không có mua cái loại có trái cây ở trong đó, tại vì nó lợn cợn, đắp lên mặt nó không có tốt, nên mình mua cái loại không có trái cây nha. Và Nhật Thanh sử dụng đó là kế tiếp là mật ong. Thì mật ong á, mình có thể mua loại nào cũng được, không cần loại mà Manuka. Và ở đây có một trái chuối nè. Cuối cùng nguyên liệu ngày hôm nay đó là bột gạo. Thì cái bột gạo này á, nó có tác dụng gì quý vị? Nó làm cho da mặt của mình nè, những cái đốm đen nó mờ đi, rồi nếp nhăn nó được bớt nè, da nó được mịn màng. Còn cái da ua này nó có tác dụng gì? Nó làm cho cái da mặt của mình nè được trắng hơn, và nó làm cái nồng độ pH trên cái da của mình được thăng bằng. Tại vì khi mà cái nồng độ pH trên cái da của mình nó không được thăng bằng thì nó sẽ không có được đẹp, nên nó sẽ giúp cái nồng độ pH trên cái da của mình nó được thăng bằng. Còn mật ong thì nó sẽ làm cho cái da mình mịn màng, nó không có bị khô. Chuối thì nó làm cho da mình được căng và rất là tốt. Nói chung á, mọi cái nguyên liệu ở trong đây nó đều có cái tác dụng riêng của nó, và nó làm cho da của mình rất là đẹp. Thì thôi bây giờ bắt đầu mình pha chế nha. Khi mình làm kem mặt nạ ngày hôm nay thì Nhật Thanh sẽ sử dụng khoảng chừng nửa trái chuối thôi. Mình không có xài nhiều quá, nửa trái chuối thôi. Bỏ vào đây. Sau đó thì mật ong á, thì mình xài nửa muỗng cà phê. Mình xài nửa muỗng cà phê nha quý vị. Mình bỏ vô trong đây. Da ua thì mình cũng sử dụng nửa muỗng cà phê da ua. Mình đừng có bỏ nhiều quá. Nếu mà quý vị bỏ cái da ua nhiều quá, nó sẽ làm rát da mặt của mình, nên mình chỉ cần bỏ nửa muỗng cà phê thôi là đủ rồi. Tại vì nó có chất chua ở trong đó đó. Và cái nguyên liệu cuối cùng là Nhật Thanh sử dụng bột gạo. Bột gạo này á, thì mình cũng sử dụng có nửa muỗng cà phê thôi. Nửa muỗng cà phê thôi nha quý vị. Sau đó thì mình đánh đều cái nguyên liệu này lên, mình giã nát. Mà nếu mà quý vị có cái máy sinh tố nhỏ sạch á, thì mình muốn bỏ trong đó thì tùy, nhưng mà Nhật Thanh thấy không cần thiết đâu. Mình chỉ cần bỏ vô trong cái tô này thôi, mình dầm, tại cái chuối nó cũng mềm á, nó dễ làm lắm. Mà cái này á, quý vị nên nhớ nha, cái mặt nạ này á, mình không có nên làm mỗi ngày, tại vì nó sẽ làm cho cái da mình mỏng, và tại vì nó có chất chua trong của cái da ua, nó sẽ làm cho cái da của mình bị rát,
không, bởi vậy mình không nên làm mỗi ngày mà mình chỉ làm một tuần một lần hay là một tuần hai lần là cao thôi, chứ mình không có nên làm thường xuyên quá, giống như mỗi ngày thì không được nha. Và những cái nguyên liệu này Nhật Thanh đánh một hồi là nó nhuyễn như vậy rồi. Bởi vậy mình không có cần xài máy đánh để làm cái gì. Và trường hợp á, nếu mà mình xài trên mặt của mình dư, mình muốn thoa lên trên người của mình được hay không? Chẳng hạn như là bàn tay của mình đi, bàn tay của mình làm việc nhiều, nó hay bị giống như là bị nhăn rồi bị khô này nọ kia, thì mình sử dụng được hay không? Được nha quý vị, tại vì cái nguyên liệu này Nhật Thanh chia sẻ thì nó hơi nhiều đó. Thì sau này quý vị làm á, thì nếu mình thấy nhiều quá thì mình cắt phân nửa những cái gì hôm nay Nhật Thanh chia sẻ, thì mình làm phân nửa thôi. Tại vì á, những cái này nếu mà mình để chừng khoảng 3-4 ngày sau mình sử dụng nữa thì nó không có được tốt, tại vì chuối nó sẽ bị đen rồi những cái gì á trong đây á. Nói chung là tại vì những cái nguyên liệu này nó tươi nên mình không có thể nào mình để lâu được nha. Cái này á, mình lấy mình thoa, thí dụ Nhật Thanh thí dụ thôi nha, cái tay này của mình là cái da mặt của mình, thì mình lấy cái này nè, mình xoa lên trên đây, mình xoa lên trên đây, mình kéo cái tay xích xuống một chút xíu mình xoa. Thì khi á, mình xoa như vậy một hồi á, quý vị sẽ cảm mấy đầu nó ướt nha, cái chuối nó lợn cợn trên cái da mặt của mình, nhưng mà một hồi á mình sẽ thấy nó khô. Khi mà nó càng khô á, nó sẽ căng lên từ từ. Thì Nhật Thanh để một hồi để cho quý vị thấy nó khô. Mà khi mình xoa lúc mà nó còn ướt á, giống như mình massage nhẹ trên cái da mặt của mình, nếu như mình massage nhẹ trên cái da mặt của mình á, cho máu huyết nó lưu thông, và mình massage chừng khoảng 1 hay 2 phút như vậy, rồi mình để yên luôn, mình không có đụng tới nữa, và mình để cho nó khô từ từ. Và khi á, mình để cái này lên trên cái da mặt của mình thì bao nhiêu lâu mình mới đi rửa mặt, thì khoảng chừng 20 phút, 20 phút cho tới khoảng 20 mấy phút thôi nha quý vị, mình đừng có để lâu quá, thì 20 tới 20 mấy phút thôi. Thì sau đó thì mình đi rửa mặt bình thường thôi, mình rửa mặt bình thường xong rồi mình xức moisturizer lên, giống như mình thích cái loại kem nào á, thì mình xức cái loại kem đó, giống như cái kem hôm bữa Nhật Thanh chia sẻ thì á, nó rất tốt vào ban đêm. Nếu mà bạn nào á, xài cái kem hôm bữa Nhật Thanh chia sẻ ban ngày á, cảm giác như mình hơi buồn ngủ một chút xíu, thì mình nên giảm cái vitamin E đi. Và nếu á, mình ban đêm mà mình khó ngủ á, mình xức cái moisturizer bữa Nhật Thanh chia sẻ đó, thì khi mà mình xức hết nguyên người vậy, người mình sẽ cảm thấy giống như là mình relax dữ lắm. Mình bao nhiêu việc làm trong ngày căng thẳng, mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái và mình rất là dễ ngủ nha quý vị. Cái kem mà hôm bữa Nhật Thanh chia sẻ đó, nếu mà mình xức vào ban đêm á, mà toàn thân mình luôn á, thì mình dễ ngủ lắm. Nào quý vị thấy cái tay của Nhật Thanh nè, nó khô từ 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 từ, nó căng, cái da của mình cảm giác nó căng liền à. Nhưng mà nói gì nói, tuy rằng cái kem, cái mặt nạ này của Nhật Thanh chia sẻ nó khá tốt, nhưng mà nói chung á, cái gì bên trong cơ thể của mình cũng đều khá quan trọng, bởi vậy á, nó ảnh hưởng nhiều hơn ở bên ngoài. Bởi vậy mình nên chú trọng cách ăn uống của mình để cho mình có một làn da đẹp. Và mình muốn có một làn da đẹp thì mình phải có một hệ thống tiêu hóa thật là tốt, tại vì nó lấy ra những cái chất dinh dưỡng như rau trái cây trong cơ thể của mình, nó đưa lên những cái bộ phận. Và khi mình tập thể dục á, thì nó cũng làm cho da mình á, máu huyết lưu thông, cái da của mình nó cũng được hồng hào, cũng đẹp nữa.
Nhật Thanh ngồi cái sờ sờ khoái lấy cái tay sờ, nhưng mà giờ nó khô, nó căng, là cái chuối á nó càng ngày nó càng khô, cái bột với lại cái chuối nó làm cho cái da của mình căng dữ lắm. Thì thôi, Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Mình để đây hồi cái mình đi rửa tay nè.